xôn xao những luật có 102 tại tỉnh thất Bồng Lai. Hối hận lon bia đắt giá tại Khánh Hòa. Hoãn phiên tòa hai cựu công an bảo kê đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Khởi tố kẻ giết cha ruột rồi phi tang bằng mồi lửa tại Tiền Giang. Giải cứu thành công 3 người dưới chân đập thủy điện Đắc Sông. Yêu cầu chặn ủy ban điều tra vụ bạo động đồi Capitol 6 tháng 1 của ông Trump bị bác bỏ. Sập nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người mất tích chưa được tìm thấy. Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico mất chức vì bê bối đám cưới. Quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ được phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Thưa quý vị, sự việc lùm xùm xoay quanh tỉnh thất Bồng Lai hay còn có tên gọi khác là thiền am bên bờ vũ trụ khiến dư luận không ngừng quan tâm nhiều ngày qua. Mới đây, một phát ngôn của ông Lê Tùng Vân bất ngờ được dân mạng đào lại liên quan đến những điều luật được cho là do chính ông Lê Tùng Vân tự đặt ra cho những người tu hành tại đây. Các bài viết đào lại của cộng đồng mạng cho thấy ông Lê Tùng Vân đã nói về các điều luật tự quy định tại tỉnh thất Bồng Lai như sau. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nếu tu ở chùa khác phải giữ 5 điều luật là không uống rượu, không chơi bời, không gian tham, không trộm cắp, không tà dâm. Còn tu ở đây không cần giữ 5 điều đó. Cụ thể hơn, ông Tùng Vân cho rằng chỉ cần giữ 3 điều là tình thương, điều thứ hai là tha thứ, điều thứ ba là giúp đỡ mọi người. Con mà thương người ta rồi, con đâu có hiếp đáp người ta. Con thương người ta rồi, con đâu có hãm hiếp người ta. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cư dân mạng. Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ quý 4 năm 2021 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã thông tin, tỉnh thất Bồng Lai không phải là tự viện hợp pháp và không do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo và có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để kêu gọi lòng tốt của tín đồ Phật giáo. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm người sử dụng pháp nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Đất vàng Hoàng gia và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Kim Len lừa đảo chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Theo đó, các bị can gồm Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1970, Nguyễn Ngọc Hoàng, sinh năm 1986, Nguyễn Vũ Như Khương, sinh năm 1982, Bùi Nhật Tân, sinh năm 1987, Trần Văn Vân, sinh năm 1974, Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981, đều ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, các bị can với thủ đoạn tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất khác nhau như đất ở, đất trồng cây lâu năm, sau đó nhóm này thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền cho các chủ đất. Dù chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng đất, chưa thanh toán tiền, không làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng các bị can đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng. Các bản vẽ này chưa được gửi đi xin phép phê duyệt, nhưng nhóm này đã bán đất nền dưới dạng dự án với các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn và thu tiền và chiếm đoạt của người mua đất. Cáo trạng xác định Trần Thị Mỹ Hiền là chủ mưu đã có hành vi chỉ đạo các đồng phạm sử dụng các pháp nhân, Công ty Đất vàng Hoàng gia và Công ty Hoàng Kim Len tự lập dự án khu dân cư không có thật. Ngoài ra, bị can Trần Thị Hồng Hạnh đã ký 158 hợp đồng thuộc 7 dự án và 4 căn nhà cùng đồng bọn chiếm đoạt 184 tỷ đồng. Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã triệt phá nhóm tín dụng đen hoạt động với quy mô lớn ở thành phố Nha Trang, thu giữ nhiều tang vật, tài sản có liên quan. Qua điều tra, từ năm 2017 đến nay, đối tượng cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi này là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1969, trú ở thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, đã trực tiếp chỉ đạo các đàn em đến nhiều địa phương ở Khánh Hòa để khai thác người có nhu cầu vay tiền, đồng thời quảng cáo hình thức cho vay đơn giản, giải ngân nhanh gọn. Tuy nhiên, trong trường hợp người vay tiền vấp phải khó khăn không trả nợ đúng kỳ hạn, thì Cường chỉ đạo chân rết cùng một số đàn em tung chiêu đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn để ép buộc người vay tiền phải tìm mọi cách trả nợ vay. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản tạm giữ 203 triệu đồng, 4.000 đô la Mỹ, 8.500 đô la Canada, một số trang sức kim loại màu vàng, thẻ tín dụng, ô tô, xe máy, điện thoại và hơn 800 bộ hồ sơ liên quan hoạt động tín dụng đen.
Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ không đáng có, một đối tượng đã phải trả giá 6 năm tù và phải bồi thường hàng trăm triệu đồng cho nạn nhân. Sự việc xảy ra tại Khánh Hòa. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phan Trường Sơn, sinh năm 1996, đã có 2 tiền sự. Theo hồ sơ, Sơn kiếm sống bằng nghề chở hàng thuê. Tại hôm xảy ra sự việc, Sơn đi giao hàng và gặp ông Phan Minh Phụng và có trao đổi vài câu qua lại, nhưng Sơn lại cho rằng ông Phụng đang có ý xúc phạm. Một thời gian sau, Sơn nhìn thấy ông Phụng nằm ngủ dưới gốc cây ở rẫy của người dân. Bỗng nhớ đến chuyện cũ, Sơn lập tức dừng xe. Thấy thùng bia của một nhóm người đang ngồi nhậu, anh ta đến lấy một lon bia rồi ném thẳng vào người ông Phụng. Tưởng chừng không có gì, nhưng xui thay, lon bia bay trúng thẳng vào khu vực mắt khiến ông Phụng bị thương tích nặng. Với kết luận giám định, mắt ông Phụng bị thương tích 41% vĩnh viễn. Dù tại cấp sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Sơn 6 năm tù giam cùng với việc phải bồi thường cho bị hại hơn 340 triệu đồng. Nhưng ông Phụng đã làm đơn kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo và buộc phải bồi thường ngay ít nhất 50% số tiền bồi thường mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Vì hiện Sơn chỉ bồi thường cho ông Phụng khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định mức án đã tuyên trong phiên sơ thẩm là phù hợp, nên đã quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với vụ án trên. Sáng ngày 10 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Xuân Linh, 42 tuổi và Trần Quang Việt, 37 tuổi, về tội môi giới hối lộ. Tuy nhiên, do luật sư của các bị cáo vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa, nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Điều đáng nói ở đây, cả hai bị cáo đều từng là cán bộ phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an. Theo truy tố, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt, 36 tuổi, ngụ quận 7, có quen biết với Sư Tổng, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, chưa rõ lai lịch. Sư Tổng giới thiệu Đạt với hai người có tên A Phong, A Kiệt, chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam. Sau đó, Đạt đã móc nối với hai người này để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ m88jin.com, có máy chủ đặt ở nước ngoài. Để trang cá độ trên không bị đánh sập, hai người Đài Loan đề nghị Đạt kiếm công an bảo kê để những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa, hoặc nếu phong tỏa thì báo để rút tiền trước. Phí bảo kê là 60.000 đô la Mỹ một tháng. Từ năm 2014 đến 2018, đường dây đánh bạc này hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, có hàng nghìn con bạc với tiền cá độ lên đến 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 7 năm 2018, đường dây đánh bạc mới bị triệt phá. Sau đó, Đạt bị tòa xử phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra, Đạt khai đã gặp Linh đặt vấn đề bảo kê đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, do Linh không có thẩm quyền nên đã trao đổi với trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào năm 2014, sau này là cục phó, hiện tại đã tử vong, và được nhận lời. Sau đó đã nhiều lần chuyển tiền cho vị cán bộ này. Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đinh Quốc Đạt, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, hiện trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm trị giá gần 1,3 tỷ đồng ở các tỉnh khác rồi bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Đạt khai đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn ở các công ty, trường đại học đóng trên địa bàn các tỉnh khác. Đầu tháng 4 2021, Đạt đã đột nhập vào một công ty thuộc khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, cậy phá két sắt trộm được 80 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 20 tháng 4, Đạt đột nhập trường Đại học Ngoại ngữ Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, dùng xà beng đột phá cửa phòng làm việc, lấy trộm được 1,2 tỷ đồng. Và ngày 7 tháng 11, Đạt mang theo đồ nghề đi vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, thành phố Vinh, rồi đột nhập phòng kế toán phá két sắt để trộm tài sản. Sau nhiều giờ, Đạt không phá két được nên đành đón xe khách trốn vào thành phố Đồng Hới thì sa lưới. Quá trình bắt giữ Đạt, công an thu giữ được nhiều dụng cụ mà đối tượng dùng để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản. Hiện công an thành phố Đồng Hới đã bàn giao Đinh Quốc Đạt cho công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Long, 26 tuổi, ngụ xã Long Hòa, thị xã Gò Công, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là cha của Long, 63 tuổi. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 26 tháng 10, tá hỏa khi phát hiện chồng mình chết cháy trong tư thế ngồi trong cái thau bằng nhôm cạnh nhà, mẹ của Long đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, người đàn ông lớn tuổi bị nứt sọ, lún xương sọ thái dương bên trái, tụ máu ngoài màng cứng và nhận định nguyên nhân cái chết là do tác động của ngoại lực.
tại cơ quan công an, Long khai nhận vào hôm xảy ra vụ việc, Long và cha khi nhậu đã xảy ra cự cãi. Trong lúc không kiềm chế được, Long dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu ông, khiến ông té ngã. Sau đó Long kéo cha xuống nhà bếp, bỏ vào trong thau nhôm, rồi lấy xăng đổ lên người và châm lửa đốt. Sau đó Long vẫn thản nhiên vào phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng nay, ba người đàn ông ra mỏm đá dưới chân đập thủy điện Đắc Song để câu cá. Không may nước dâng cao nên bị mắc kẹt. Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa những người bị mắc kẹt vào bờ an toàn. Ủy ban Nhân dân huyện Công Trô, tỉnh Gia Lai cho biết, trước đó vào sáng ngày 9 tháng 11, ba người gồm Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Văn Nhân cùng trú thị trấn Công Trô đến chân đập tràn của thủy điện Đắc Song câu cá. Khi ba người đàn ông đang ở mỏm đá giữa sông thì mưa lớn, nước dâng cao nên không kịp vào bờ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương để giải cứu ba người đang mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã sử dụng dây thừng, thang cứu hộ, phao cứu sinh để tiếp cận những người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, do vị trí ba người bị kẹt có địa hình dốc đá hiểm trở, nước sông ngày càng chảy xiết nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Đến 3 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được và đưa những người bị mắc kẹt vào bờ an toàn. Liên quan đến vụ bạo động đồi Capitol gây chết người ngày 6 tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Ủy ban điều tra vụ việc không được tiếp cận hồ sơ điện thoại, nhật ký khách thăm và các tài liệu khác của Nhà Trắng. Nhưng yêu cầu này của ông mới đây đã bị bác bỏ bởi một thẩm phán tòa án liên bang Mỹ. Theo hãng Reuters đưa tin, thẩm phán Tania Chutkin ở tòa án quận Columbia đã bác bỏ lập luận của các luật sư đại diện cho ông Trump. Vị cựu Tổng thống lý giải, các tài liệu mà Ủy ban yêu cầu nằm trong diện bảo vệ đặc quyền của hành pháp nhằm đảm bảo tính bí mật của một số thông tin liên lạc của Nhà Trắng. Ông đã đề nghị không để cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ, một cơ quan liên bang lưu giữ hồ sơ Nhà Trắng, phải tuân thủ các yêu cầu về tài liệu của Ủy ban nói trên. Phía Ủy ban khẳng định họ cần các tài liệu để hiểu rõ vai trò mà ông Trump có thể nắm giữ trong việc khuyến khích bạo động. Ông Trump đã có một bài phát biểu gây kích động trước khi xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đồi Capitol hôm 6 tháng 1, lặp lại tuyên bố rằng ông đã bị đánh cắp chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 thông qua gian lận phiếu bầu và kêu gọi những người ủng hộ kéo đến đồi Capitol và chiến đấu như địa ngục để ngăn chặn vụ đánh cắp này. Những người ủng hộ ông Trump đã xông vào đồi Capitol để ngăn chặn quốc hội chứng nhận chiến thắng bầu cử thuộc về ứng viên dân chủ Joe Biden, nhưng không thành công. Khoảng 700 người phải đối mặt các cáo buộc hình sự liên quan đến bạo động. Hôm qua, tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, một tòa nhà 2 tầng bị sập tại thành phố Malatya, chôn vùi ít nhất 10 người bên dưới đống đổ nát. Tai nạn xảy ra tại một con phố sầm uất ở Malatya, đang có nhiều người đi mua sắm sau khi tan làm. Theo hãng tin Reuters cho biết, vụ sập nhà xảy ra vào tối 9 tháng 11, theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ, tại thành phố Batagazi, thuộc tỉnh Malatya, giáp biên giới với Syria. Dù nguyên nhân gây ra vụ sập nhà chưa được giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác định, nhưng một số nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy các công nhân xây dựng đang cắt một chiếc cột của cơ sở kinh doanh nằm ở tầng 1 tòa nhà. Thông tin sơ bộ từ Cơ quan Phòng chống thiên tai và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ AFAD cho biết, các nhân viên cứu hộ đã đưa được 13 người bị mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Các xe cứu thương đã đưa 13 người đến bệnh viện, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu sự sống bên dưới đống đổ nát. Sau hơn 6 giờ tìm kiếm, hiện vẫn còn khoảng 10 người mắc kẹt bên trong tòa nhà sập. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây sập nhà. Văn phòng công tố Malatya cho biết cảnh sát đã bắt giữ chủ sở hữu tòa nhà và 3 người khác để điều tra. Theo thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, một kẻ tình nghi giết người hàng loạt đã bị bắt giữ cùng với khẩu súng lục mà đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng trong nhiều vụ giết người trong vòng vài tuần ở khu vực San Luis và ở thành phố Kansas, nước Mỹ. Đối tượng vừa bị FBI bắt giữ là Peter Reed, 25 tuổi, đã mang theo một khẩu súng lục bán tự động cỡ nòng 0,40. FBI cho biết thêm rằng vũ khí này phù hợp với các vỏ đạn còn rớt lại ở thành phố San Luis. Ông Wesley Bell, một công tố viên ở quận San Luis cho biết khẩu súng này cũng khớp với các vỏ đạn tại các hiện trường ở thành phố Kansas. Công tố viên Bell cho biết thêm, Peter Reed đã bị một lực lượng đặc nhiệm FBI bắt giữ và đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang. Anh ta bị buộc tội vận chuyển súng giữa các tiểu bang với ý định phạm trọng tội. Reed thừa nhận có quen biết một trong số các nạn nhân, nhưng anh ta phủ nhận việc làm tổn thương bất cứ ai. Peter Reed đã bị buộc tội ở quận San Luis với 2 tội danh giết người cấp độ 1, 1 tội danh tấn công và 3 tội danh phạm tội có vũ trang. Đồng thời cho biết thêm rằng đối tượng phải đối mặt với nhiều tội danh hơn ở các khu vực pháp lý khác.
Kính thưa quý vị, một cặp vợ chồng Mỹ mới đây đã đệ đơn kiện một phòng khám sản phụ khoa ở bang California, Mỹ, sau khi phát hiện cơ sở này đã sơ suất chuyển phôi của họ cho vợ chồng khác trong quá trình họ điều trị bằng phương pháp thụ tinh tại đây. Chính vì nhầm lẫn trên mà đã dẫn đến tình huống éo le, cặp vợ chồng này sinh và nuôi con của người kia suốt một năm sau đó. Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án tối cao thành phố Los Angeles, Daphna và Alexander Cardinal cáo buộc Trung tâm Sức khỏe Sinh sản California đã vi phạm hợp đồng, sơ suất y tế và cầu thả. Theo đơn kiện, cô Daphna Cardinal sinh một bé gái vào năm 2019, song đứa trẻ không sở hữu đặc điểm giống bố mẹ. Xét nghiệm ADN cho thấy em bé không có mối quan hệ huyết thống với họ. Nhà Cardinal đã liên hệ với phòng khám và nhận được phản hồi rằng một cặp vợ chồng khác đã nhận phôi và sinh con gái của họ. Khoảng một tháng sau đó, hai cặp vợ chồng đã quyết định trao trả lại những đứa con gái vốn dĩ thuộc về mình. Alexander và tôi rất đau khổ. Chúng tôi đã bỏ lỡ năm đầu tiên của con gái mình, ngay cả thời kỳ đứa trẻ hình thành trong bụng mẹ và sinh ra. Đó là những khoảnh khắc mà đáng lý cha mẹ nào cũng mong đợi và trân trọng. Thực sự không từ ngữ nào có thể nói hết nỗi lòng của chúng tôi lúc này. Mặc dù đứa trẻ tôi sinh ra không phải là con của mình, nhưng tôi và chồng đã nuôi nấng cô bé bằng tất cả tình yêu thương. Ngay cả đứa con gái lớn của chúng tôi cũng vậy. Con bé vô cùng quý mến và yêu đứa em của mình. Hiện Trung tâm Sức khỏe Sinh sản California chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Giới chức Mexico hôm qua, ngày 10 tháng 11 cho biết, người đứng đầu đơn vị chống rửa tiền nước này đã từ chức sau khi vướng phải bê bối liên quan đến đám cưới của mình hôm 6 tháng 11 vừa qua. Theo truyền thông địa phương, Giám đốc Cơ quan Tình báo Tài chính Mexico Santiago Nieto đã nộp đơn xin từ chức và được Tổng thống López Obrador chấp thuận. Quyết định trên được ông Nieto đưa ra sau khi các nhà chức trách Guatemala phát hiện 35.000 đô la Mỹ trên chiếc máy bay tư nhân chở những vị khách có tầm ảnh hưởng đến tham dự đám cưới của ông và bà Carla Humphrey, một luật sư làm việc tại Viện Bầu cử Quốc gia Mexico hôm 6 tháng 11 vừa qua. Người mang theo số tiền trên được xác định là chủ tịch báo El Universal nổi tiếng của Mexico, ông Juan Francisco Elio Ortiz. Trong khi đó, liên quan đến vụ việc, bà Paula Felix, giám đốc sở du lịch Mexico City, được cho là đã bị bắt giữ ở sân bay Guatemala khi đang trên đường đến đám cưới, với cáo buộc mang lượng lớn tiền mặt trái phép. Vì thế, vị quan chức này sau đó cũng từ chức. Những yếu tố như độ xa hoa của đám cưới cùng sự xuất hiện của lượng lớn tiền mặt đã khiến ông Nieto gặp không ít chỉ trích. Tổng thống Obrador lên tiếng nói rằng đây là vụ bê bối. Từ khi lên nắm quyền Mexico vào năm 2018, ông Obrador luôn thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng ở quốc gia Nam Mỹ này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.